Anh em thân mến, giờ này Trung Quốc vô lý, ngang ngược, hống hách thì chẳng ai còn lạ lùng gì nữa rồi. Từ việc vẽ ra đường lưỡi bò cho đến công bố bản đồ tiêu chuẩn phi pháp, gây gổ từ nước này cho đến nước khác. Bởi vậy trước giờ người ta chỉ thấy Trung Quốc làm quốc tế bực bội, chứ ít khi có chuyện ngược lại. Thế nhưng mới đây, Trung Quốc đã vô cùng giận dữ với cả Liên Hợp Quốc, Việt Nam và Nga về việc Nga bán 50 quả tên lửa Club cho Việt Nam. Thậm chí trước đó cũng rất giận dữ vì Nga bán 6 tàu ngầm cho Việt Nam. Vậy, Trung Quốc lấy cái quyền ở đâu ra mà đòi bực tức với Việt Nam? Lý do Việt Nam khiến Trung Quốc tức giận như vậy là gì? Anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, mới đây tờ tin tức tham khảo Trung Quốc ngày 2 tháng 6 dẫn trang mạng Strategy Page Mỹ ngày 31 tháng 5 đăng bài viết Trung Quốc phản đối Việt Nam mua tên lửa Club cho tàu ngầm. Theo bài viết, Trung Quốc lên tiếng giận dữ đối với Liên Hợp Quốc, Việt Nam và Nga về việc Nga bán tên lửa hành trình Club bắn từ tàu ngầm cho Việt Nam hiện chưa được công khai. Trước đó vào năm 2009, Trung Quốc từng cảm thấy vô cùng tức giận đối với việc Nga bán 6 tàu ngầm diesel điện lớp Kilo cho Việt Nam. Nga và Việt Nam giữ im lặng đối với việc bán 50 quả tên lửa Club cho Việt Nam. Nhưng cuối cùng thông tin vẫn được tiết lộ. Một phần nguyên nhân là 28 quả tên lửa Club trong số đó và 3 tàu ngầm lớp Kilo đã cùng được bàn giao. 2 chiếc tàu ngầm lớp Kilo khác sắp bàn giao trong năm nay. Chiếc tàu ngầm cuối cùng sẽ bàn giao cùng với số tên lửa Club còn lại. Theo bài báo, giữa Trung Việt có ân oán trong thời gian rất dài. Trung Quốc thời phong kiến hay khi đã là quốc gia xã hội chủ nghĩa đã nhiều lần dùng vũ lực xâm lược Việt Nam, luôn theo tà đạo bành trướng Đại Hán. Có người lo ngại Việt Nam sẽ sử dụng tên lửa Club để phát động tấn công cuối cùng đối với Trung Quốc, cho dù kết cục là thất bại. Sự lo ngại này có thể lý giải. Tên lửa hành trình chống hạm 3M54 Club của Nga cũng có thể dùng để tấn công mục tiêu trên đất liền. Điều này thực sự gây bất an cho Trung Quốc. Tàu ngầm của Ấn Độ, Algeria và Việt Nam hiện nay đều sử dụng tên lửa Club. Được biết, loại tên lửa này rất có hiệu quả. Trước đây, do tên lửa Club nhiều lần xảy ra sự cố trong quá trình 6 lần bắn thử vào năm 2007, dẫn đến Ấn Độ xảy ra tranh chấp với Nga. Mấy lần thử nghiệm tên lửa này đều được tiến hành ở bờ biển Nga, sử dụng tàu ngầm Shin-Hovsei, lớp Kilo của Ấn Độ. Chiếc tàu ngầm này năm 2006 đến Nga tiến hành nâng cấp. Ấn Độ từ chối thanh toán chi phí nâng cấp, trừ phi Nga giải quyết vấn đề tồn tại của tên lửa Club. Nga cuối cùng đã giải quyết vấn đề. Ấn Độ là một khách hàng lớn của tên lửa Club. Tên lửa chống hạm 3M54 nặng 2 tấn, bắn từ ống phóng ngư lôi, đường kính 533mm, lắp một đầu đạn 200kg. Tầm bắn phiên bản chống hạm của loại tên lửa này là 300km, nhưng tốc độ vào phút cuối cùng giai đoạn bay của nó có thể đạt 3.000km/h. Tên lửa 3M54 còn có phiên bản phóng từ trên không và phóng từ tàu mặt nước. Tên lửa 3M54 phiên bản tấn công đối đất thực sự không có đặc điểm tốc độ cuối cùng rất cao. Điều này làm cho lắp một đầu đạn 400kg lớn hơn trở nên khả thi. Khi tên lửa 3M54 tấn công tàu chiến, tốc độ ở giai đoạn bay cuối cùng được đẩy nhanh, làm cho loại tên lửa này trở nên đặc biệt nguy hiểm. Giai đoạn bay cuối thường bắt đầu từ khi tên lửa cách mục tiêu khoảng 15km. Trước đó, tầm cao bay của tên lửa giữ khoảng 30m. Điều này làm cho tên lửa tương đối khó phát hiện. Đặc điểm này cộng với tốc độ bay giai đoạn cuối cùng rất cao. Vì vậy, khi tên lửa hoàn thành bay 15km cuối cùng không đến 20 giây, điều này làm cho vũ khí chống tên lửa hiện có rất khó bắn rời nó. Tên lửa 3M54 tương tự một số tên lửa chống hạm Nga thời đại chiến tranh lạnh, chẳng hạn 3M80, tên lửa Sunburn và P-700, tên lửa Shipwreck. Những tên lửa này được cho là sát thủ tàu sân bay. Nhưng việc phải bắn bao nhiêu tên lửa như vậy mới bắn trúng một tàu sân bay làm cho nó mất đi sức chiến đấu, cho đến bắn chìm tàu sân bay thì vẫn chưa rõ. Ngoài ra, chưa rõ tên lửa do Nga chế tạo có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, nó cũng nổi tiếng với những biểu hiện không ổn định. Nghe nói, tàu chiến Trung Quốc không thể phòng ngự hiệu quả các cuộc tấn công của các tên lửa như Club. Đây chính là nguyên nhân Trung Quốc công khai phản đối Nga bán tên lửa Club cho Việt Nam. Tàu ngầm lớp Kilo có lượng rãn nước khi nổi là 2.300 tấn, trang bị 6 ống phóng ngư lôi, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu ngầm lớp Kilo có thể lặn sâu, tốc độ khi giảm tiếng ồn khoảng 5km/h, tốc độ khi lặn cao nhất có thể đạt 32km/h. Loại tàu ngầm này có thể mang theo 18 quả ngư lôi hoặc tên lửa hành trình chống hạm Club. Tàu ngầm lớp Kilo có đặc điểm tiếng ồn thấp, cộng với trang bị tên lửa hành trình, điều này làm cho tàu ngầm lớp Kilo vô cùng nguy hiểm đối với tàu sân bay Mỹ. Như vậy, Trung Quốc tìm mọi cách để kiềm chế sự phát triển của quân đội Việt Nam
nhằm loại bỏ trở ngại cho mưu đồ và hành động độc chiếm Biển Đông của họ. Đây là điều đáng cảnh giác. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Trung Quốc cũng không có quyền cấm cản hay tức giận với Việt Nam. Bởi việc mua sắm vũ khí nhằm hiện đại hóa quốc phòng thì đó là việc bất kỳ nước nào cũng nên làm chứ không chỉ riêng Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam ở gần một đất nước sưng sỏ luôn muốn nuốt chửng Việt Nam thì buộc chúng ta luôn phải có những biện pháp đề phòng từ xa. Người ta nói rồi, đi với bụt mặc áo cả xa, đi với bụt mặc áo cả xa, đi với ma mặc áo giấy mà, đúng không anh em? Ngoài ra, Việt Nam không chỉ khiến Trung Quốc bực vì mua tên lửa hành trình chống hạm Club, mà hiện nay có thông tin cho rằng phòng không Việt Nam đã tiếp nhận làm chủ S-300PMO-2 và cả S-400 hiện đại. Đây thực sự là bước ngoặt lịch sử của nền quốc phòng Việt Nam nói chung. Cụ thể, trong một phóng sự mới đây của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, theo tiết lộ mới nhất, Quân chủng Phòng không, Không quân thời gian qua đã tiếp nhận làm chủ nhiều khí tài hiện đại, trong đó có tổ hợp S-300PMO-2 và đáng chú ý là S-400 cũng được nhắc tới. Là một trong những lực lượng được Bộ Quốc phòng ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại, Quân chủng Phòng không Không quân hiện nay đã có cho mình những vốn liếng đáng kể, có thể nói là thuộc hàng đầu khu vực, đủ sức bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, không để Tổ quốc bất ngờ từ trên không. Đặc biệt mới đây, trong một phóng sự phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã lần đầu tiên công bố về những tổ hợp phòng không mạnh nhất của lực lượng phòng không Việt Nam. Cùng với sự đầu tư của trên, quân chủng đã chủ động quy hoạch, tiếp nhận và khai thác, làm chủ nhiều loại vũ khí trang bị khí tài mới, cải tiến, hiện đại như tổ hợp tên lửa S-300PMO-2, S-400. Đoạn trích đáng chú ý của phóng sự nêu trên. Đây là một thông tin bất ngờ khi từ trước đến nay, chúng ta chỉ mới được biết rằng Việt Nam đang vận hành hai tiểu đoàn sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PMO-1 bảo vệ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chưa hề có bất cứ một thông tin gì trước đó về việc Việt Nam đàm phán mua hay sở hữu, làm chủ S-400 từ truyền thông cả trong và ngoài nước. Hiện nay, S-400 là tổ hợp phòng không tầm xa tiên tiến nhất do Nga nghiên cứu phát triển, có khả năng đánh chặn cả tên lửa đạn đạo, chiến dịch, chiến lược, tên lửa hành trình của đối phương. Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đưa S-400 vào biên chế, trong khi đó Ấn Độ đã đặt mua và Nga đang gấp rút hoàn thành hợp đồng. Ngoài ra, rất nhiều quốc gia khác cũng đang bày tỏ quan tâm đến tổ hợp này. Từ đầu những năm 2000, khi đặt mua tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMO-1, quân đội ta đã lựa chọn cấu hình sử dụng radar 96L6E, vốn là radar của tổ hợp S-400 sau này. Đây có thể là một bước đi có tính toán sau này. Đài radar nhìn vào ngọn độ cao 96L6E là sản phẩm của phòng thiết kế KB Lyra. Nó có ưu điểm cực kỳ đặc biệt là khả năng bắt thấp và bắt cao trong cùng một thiết kế. Ngoài ra, còn có thể bắt mục tiêu ở độ cao thấp đến rất thấp. Tính năng cực kỳ quan trọng trong việc phát hiện tên lửa đạn đạo chiến thuật, chiến dịch, tên lửa hành trình và cả mục tiêu bay tàng hình. Khả năng phát hiện đồng thời 100 mục tiêu và tầm trinh sát tối đa lên tới 300 km. Đây chính là radar tìm kiếm mục tiêu tiêu chuẩn của tổ hợp S-400. Nếu Việt Nam đặt mua tổ hợp S-400 trong bối cảnh hiện nay cũng có thể xem là hợp lý, khi mà Nga đang gấp rút chế tạo các tổ hợp S-400 để chuyển giao cho quân đội Ấn Độ. Việt Nam sẽ có thể tận dụng ngay dây chuyền đang hoạt động, đồng thời rút ngắn thời gian chế tạo và giảm giá thành đi đáng kể. Tổ hợp S-400 Triumph, ngoài việc có thể sử dụng các tên lửa của tổ hợp S-300PMO trước đó, thì còn được bổ sung thêm 4 loại tên lửa mới hiện đại hơn. Đầu tiên là loại 48N6DM, 48N6E3. Đây là một loại biến thể cải tiến của tên lửa 48N6M sử dụng bởi các tổ hợp S-300PMO với hệ thống động cơ đẩy mạnh mẽ hơn, có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250 km. Đạn tên lửa 40N6 mới có tầm bắn tối đa lên tới 400 km, sử dụng radar chủ động để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa. Nó có thể dùng để chống lại các loại mục tiêu bay gây nhiễu mạnh, cũng như các mục tiêu có giá trị cao khác. Ngoài ra, còn hai loại tên lửa 9M96E và 9M96E2 đối không tầm trung, dùng để tấn công chính xác các loại mục tiêu di chuyển vận tốc nhanh với xác suất đánh chặn cao, tầm bắn tối đa 120 km. Dựa vào những tiết lộ trong phóng sự của Quốc phòng Việt Nam, nếu quả thật Việt Nam đưa vào trang bị các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumph, thì đây sẽ là một điều vô cùng đáng mừng. Điều này sẽ giúp nâng cao sức mạnh phòng thủ trên không của quân chủng phòng không, không quân lên rõ rệt, tăng cường khả năng đánh chặn đối với các loại tiêm kích tàng hình, oanh tạc cơ, tên lửa đạn đạo của đối phương.
đồng thời kết hợp với các tổ hợp S300 PMU, S125 2TM, S75 M3 Spider, tạo thành thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Hơn thế nữa, nếu như triển khai S400 Triumph ở khu vực miền Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam, có thể bao quát một khu vực không phận trên biển rất lớn, tạo ô phòng không che đầu hiệu quả cho hạm đội hải quân của ta tác chiến, vốn thiếu thốn năng lực phòng không tầm trung và xa. Như vậy, dù chỉ mới được đưa tin trên truyền hình và chưa có thông tin cụ thể hay hình ảnh chính thức, tuy nhiên, chúng ta có thể hoàn toàn hy vọng rằng S-400 Triumph sẽ sớm chính thức có mặt trong biên chế quân đội nhân dân Việt Nam. Với những ưu điểm vượt trội mà hệ thống phòng không này mang lại, giúp nâng cao hơn nữa khả năng phòng thủ tổ quốc từ bầu trời, phát huy truyền thống quý báu của bộ đội tên lửa trong lịch sử. Ngoài tên lửa S-400 kể trên, Việt Nam còn tiếp tục mua những vũ khí tân tiến, gốc Nga, khiến Trung Quốc cứng họng. Chúng ta có thể điểm danh một số loại vũ khí hiện đại như tàu ngầm Kilo, máy bay tiêm kích Su-30, tàu hộ vệ bảo đốm Jephard, tàu tên lửa tấn công nhanh tia chớp Monia, tổ hợp tên lửa bờ Bastion. Hãng tin Nga Sputnik cho rằng danh sách các loại vũ khí Việt Nam mua của Nga thật ấn tượng. Thứ nhất là tàu tên lửa tấn công nhanh tia chớp. Tuần qua, Hải quân Việt Nam vừa tiếp nhận cặp tàu tên lửa tấn công nhanh Monia được sản xuất tại Việt Nam theo giấy phép của Nga. Theo Sputnik, sau khi làm quen với tàu tên lửa Monia của Nga, lãnh đạo Việt Nam đã quyết định sản xuất các tàu này theo giấy phép của Nga. Tàu tên lửa Monia còn gọi là loạt tàu M hay tàu tên lửa 12418, một trong những tàu tên lửa tấn công hiện đại, được đánh giá là hoàn thiện và hoạt định ổn định hàng đầu thế giới hiện nay do Viện Thiết kế Hải quân Almaz, Liên bang Nga thiết kế. Tàu tên lửa Monia có lượng giãn nước 560 tấn, tính năng đi biển rất cao với vận tốc tối đa gần 70 km/h trong điều kiện tiêu chuẩn. Thời gian hoạt động trên biển là 10 ngày, cự ly hoạt động khi chạy ở tốc độ trung bình là từ 1.650 đến 2.400 hải lý. Tàu được thiết kế để tiêu diệt các đội hoặc nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các tàu khác của đối phương một cách độc lập, bảo vệ các tàu ngầm, tàu đổ bộ, thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Ngoài hệ thống radar bám bắt mục tiêu hiện đại, đảm bảo độ chính xác trong phát hiện và tiêu diệt mục tiêu, Monia được lắp đặt hệ thống phóng 16 tên lửa đối hải Urani tầm bắn 130 km. Để phòng thủ, tàu được trang bị pháo tự động AK-176M tầm bắn 15 km, độ cao 11 km để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt nước và trên đất liền. Hai pháo 6 nòng tự động AK-630M tầm bắn từ 4 đến 5 km và nhịp bắn 4.000 đến 5.000 phát trên phút. Thứ hai là tàu tên lửa bảo đốm Jephard. Để tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước, dưới nước và trên không, có các tàu tên lửa bảo đốm Jephard của Nga. Hiện tại, hai chiếc Jephard đã được đưa về Việt Nam, hai chiếc nữa chuẩn bị bàn giao. Tàu Jephard có lượng giãn nước 2.100 tấn, có thể chịu được sóng gió cấp 10, cấp 12. Trên tàu được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công, pháo hạm đa năng, tên lửa chống tàu, pháo cao tốc, tổ hợp phòng không, ống phóng ngư lôi, đuôi tàu có bãi đáp cho trực thăng chống ngầm. Tất cả những vũ khí này có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển, trong tầm hỏa lực cho phép, bảo vệ tên lửa để sẵn sàng diệt các mục tiêu lớn. Tàu Jephard có hệ thống động lực mạnh mẽ, vũ khí tấn công chính là tổ hợp tên lửa đối hạm KH-35 Urane, 3M-24E, có tầm bắn đạt 130 km. Tổ hợp pháo tên lửa Palma đặt ở mũi tàu bao gồm hai pháo AO-18KD, 6K-30GSH 30mm và 8 đạn tên lửa dẫn bắn bằng laser Sosna-R. Palma có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu bay ở khoảng cách từ 200 đến 8.000m và tầm cao tối đa tới 3.500m. Đặc biệt, phiên bản Jephard 3.9 được trang bị sàn đỗ cho máy bay trực thăng Hải quân đa nhiệm K-27 Helix, mở rộng khả năng tác chiến săn ngầm và diệt hạm. Phiên bản K-27 nâng cấp. Jephard 3.9 được đánh giá đa nhiệm nhất trong các phiên bản của khinh hạm Jephard do gói gọn được toàn bộ khả năng tác chiến hải quân trên một chiến hạm chỉ có độ choán nước đạt hơn 2.000 tấn. Thứ ba là hố đen trong đại dương. Điểm danh vũ khí Nga tại Việt Nam, Sputnik không quên nhắc đến tàu ngầm Kilo, phương tiện mà phương Tây gọi là hố đen trong đại dương vì độ ồn cực thấp làm giảm đến mức tối thiểu khả năng bị đối phương phát hiện. Các tàu ngầm này có thể lặn tới độ sâu 300 mét và di chuyển ở độ sâu với tốc độ 37 km/h. Chiếc tàu ngầm dài 74 mét, rộng 10 mét cùng thủy thủ đoàn 52 người có khả năng bơi độc lập tới 1 tháng rưỡi, có trang bị ngư lôi, mìn và tổ hợp tên lửa Club tầm bắn 300 km.
Khác với tàu ngầm của các nước khác, tàu ngầm lớp này có độ ổn thấp, rất khó bị phương tiện thủy âm phát hiện. Tàu ngầm Kilo được trang bị tên lửa chống hạm 3M54E cùng sử dụng AQ-476E loại cải tiến, tuổi thọ dài, đáp ứng được yêu cầu về nhiệt độ nước ở Thái Bình Dương. Đáng chú ý, tên lửa hành trình đối đất 3M14E loại mới nhất có tầm bắn 290 km. Đây là loại tên lửa đối đất cực kỳ lợi hại. Một đòn tấn công tàng hình từ dưới mặt nước rất khó bị phát hiện và đánh chặn. Thứ tư là máy bay tiêm kích Su-30. Máy bay tiêm kích Su có công suất và khả năng cơ động vượt trội so với máy bay MiG của Liên Xô, nổi tiếng trên bầu trời trong chiến tranh Việt Nam thời chống Mỹ. Su là máy bay chiến đấu hạng nặng. Nó được trang bị tên lửa và bom mạnh hơn, có bán kính chiến sự lớn hơn. Ngoài vũ khí thông thường, máy bay này được trang bị tên lửa chống hạm, có thể giải quyết nhiệm vụ đánh trúng mục tiêu trên biển. Chiều dài máy bay 22m, độ sải cánh gần 15m, trọng lượng cất cánh tối đa 34,5 tấn, tầm bay cao nhất hơn 17 km, tốc độ tối đa trên cao 2.100 km/h, khoảng cách bay không cần tiếp nhiên liệu 3.000 km. Máy bay chở đến 8 tấn tên lửa và bom. Trên máy bay lắp đặt pháo 30mm. Hiện diện tại Việt Nam còn có các tổ hợp tên lửa Nga Bastion. Thành phố chiến đấu của mỗi tổ hợp bao gồm đến 36 tên lửa hành trình Yagon. Đây là các tên lửa tự dẫn hướng chống hạm siêu thanh với đầu đạn nặng hơn 200kg. Vũ khí này đủ sức triệt hạ mục tiêu ở khoảng cách đến 300km. Mỗi tổ hợp có thể bao quát bảo vệ hơn 600 cây số bờ biển và kiểm soát vùng nước diện tích 200.000 km2. Theo quan điểm của các chuyên viên Nga, hiện tại không một lực lượng hải quân nào trên thế giới có được phương tiện hữu hiệu để chống lại tên lửa Bastion. Cuối cùng phải kể đến tên lửa phòng không S-300. Với giá bán 110 đến 125 triệu đô la Mỹ, tổ hợp tên lửa S-300 PMU-1 hàng đầu thế giới cho phép đánh chặn mọi loại mục tiêu ở độ cao tối đa 27 km. Tốc độ của tên lửa lên tới 2.800 m một giây, tầm bắn tối đa 195 km. Đoàn tên lửa phòng không 64, quân chủng phòng không không quân Việt Nam được trang bị đồng bộ tổ hợp tên lửa S-300 PMU-1. NATO định danh là SA-20 là biến thể hiện đại hóa của dòng tên lửa S-300 do tập đoàn Amas Antey của Nga thiết kế. S-300 PMU-1 lần đầu giới thiệu vào năm 1999 với một số cải tiến về tốc độ, tầm hoạt động, dẫn đường, giá bán ước tính 110 đến 125 triệu đô la Mỹ. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự thế giới, S-300 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không đánh chặn hiệu quả nhất thế giới hiện nay. Không chỉ ở Việt Nam, hệ thống tên lửa đất đối không S-300 còn là lựa chọn phòng thủ số 1 của hàng loạt quốc gia trên toàn thế giới, nhờ khả năng tiêu diệt hiệu quả các loại máy bay và tên lửa hành trình của đối phương. S-300 là hệ thống đánh chặn tầm xa do NPL Amas của Nga sản xuất, được NATO gọi với cái tên SA-10. Tất cả biến thể sau này là thành tựu kế thừa của phiên bản đầu tiên S-300P. Ra đời với mục đích phòng thủ, đáp ứng yêu cầu đánh chặn tầm xa máy bay và tên lửa hành trình cho quân đội Liên Xô, S-300 là một trong những hệ thống đánh chặn cơ động và hiệu quả nhất thế giới. Các biến thể sau này của S-300 cho phép nó bắn hạ cả tên lửa đạn đạo liên lục địa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hệ thống S-300 đầu tiên được triển khai vào năm 1979, nhằm bảo vệ những cơ sở công nghiệp, hành chính lớn, các căn cứ quân sự và kiểm soát không phận nhằm chống lại các cuộc không kích của kẻ thù. Chính vì vậy, sự ưu việt trong thiết kế là điều kiện bắt buộc mà S-300 phải có để đáp ứng nhu cầu phòng thủ của Liên Xô trong bối cảnh chiến tranh lạnh lên tới đỉnh điểm. Tính tới thời điểm hiện tại, S-300 vẫn được coi là hệ thống phòng không mạnh nhất. Đội radar tối tân cho phép nó theo dõi đồng thời 100 mục tiêu trong khi giám sát chặt chẽ và phát lệnh bắn hạ 12 mục tiêu được cho là nguy hiểm nhất. Ngay sau khi radar tầm xa phát hiện ra kẻ xâm phạm lãnh thổ, tên lửa S-300 cần 5 phút để triển khai và sẵn sàng phóng. Đặc biệt, do cấu tạo đóng kín nên tên lửa của S-300 hoàn toàn không cần bảo trì trong suốt thời gian sử dụng. Để đáp ứng các mục tiêu tác chiến ngày càng cao, hệ thống radar của S-300 càng ngày càng được cải thiện nhằm mục đích đối phó tốt hơn, bảo vệ được những khu vực rộng lớn hơn. Thậm chí, radar của S-300 còn cho phép phát hiện, theo dõi và bắn hạ các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn hay thậm chí là các mục tiêu bay ở tầm cực thấp. Tính tới thời điểm hiện tại, gia đình S-300 có 3 biến thể chính là S-300V, S-300P và S-300F với hàng loạt những biến thể con. Tuy nhiên, chỉ có một vài biến thể được Nga phát triển
dành cho xuất khẩu, trong đó có hệ thống mới được chuyển giao cho phía Việt Nam. Dù không nhiều biến thể S-300 được chào bán, nhưng số lượng các quốc gia sở hữu loại tên lửa phòng không này lại không hề nhỏ. S-300P-1 là phiên bản cải tiến của hệ thống S-300P, được ra đời vào năm 1992 và nhanh chóng gây được sự chú ý. S-300P-1 ra đời với khả năng phóng đi loại tên lửa mới, lớn và dài hơn so với tên lửa 48N6 được sử dụng trong những mẫu S-300 đầu tiên. Chính thức được giới thiệu vào năm 1999, S-300P-1 là hệ thống đầu tiên sở hữu đồng thời khả năng phóng hai loại tên lửa trong một hệ thống duy nhất. Với mỗi loại tên lửa khác nhau, cho phép khả năng tiêu diệt mục tiêu của S-300P-1 cơ động hơn. Cụ thể, khoảng cách tối đa mà tên lửa của S-300P-1 có thể tiêu diệt mục tiêu lên tới trên 120 km. Trong khi đó, phiên bản S-300 tối tân nhất có thể triển khai tên lửa 40N6 với tầm bắn lên tới 400 km. Ngoài ra, tất cả các tên lửa của gia đình S-300 đều có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách dưới 1 km. Sở hữu hệ thống radar điều khiển 83M6E giúp hệ thống S-300P-1 hoạt động hiệu quả hơn. Radar 83M6E kết hợp với radar 64N6E Big Bird cho phép tăng cường khả năng giám sát, phát hiện. S-300P-1 trang bị hệ thống theo dõi và kiểm soát hỏa lực tầm cao 30N6E, tầm thấp 76N6 Clamshell và radar kiểm soát đa nhiệm 96L6E. Đặc biệt, hệ thống chỉ huy và kiểm soát 83M6E cho phép điều khiển đồng thời 12 ống phóng trên các xe tự hành. Hệ thống radar và kiểm soát hỏa lực của S-300P-1 được đánh giá là hiện đại hàng đầu trong hàng ngũ hệ thống phòng không S-300. Những phiên bản S-300 tối tân nhất được chế tạo nhằm chống lại các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa, còn được trang bị radar 64N6F Big Bird, cho phép nó phát hiện ra tên lửa đạn đạo khi nó cách nơi đặt radar đến 1.000 km. Với loại tên lửa có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 400 km, những loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn dễ dàng bị S-300 bắn hạ. Anh em thân mến, như vậy, quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang hiện đại hóa, tăng cường năng lực chiến đấu và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Việt Nam đang phát triển quan hệ hợp tác kỹ thuật, quân sự đa phương, mua sắm vũ khí, trang bị của cả Mỹ và các quốc gia như Israel, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Nga vẫn là đối tác truyền thống trong lĩnh vực này. Mối liên kết giữa lãnh đạo quân sự hai nước cũng được duy trì và phát triển. Ngoài thiết bị quân sự do Liên Xô chế tạo, được bảo dưỡng cẩn thận trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, quân đội nhân dân Việt Nam còn có những vũ khí hiện đại của Nga. Mua sắm sau giai đoạn năm 1990, hiện chúng đang là nòng cốt trong lực lượng tác chiến của Việt Nam. Thay mặt ekip kênh Hồi ức Thời chiến, cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức Thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video lần sau.